em, hôm nay thì chúng ta sẽ có 200 điểm của sự kiện Bilac và mình với các bạn sẽ cùng trải nghiệm xem là chúng ta sẽ có những gì nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ check thử xem là chúng ta sẽ có được tầm bao nhiêu BP nha các bạn nhé. 1.000 tỏi à? Vãi chướng, sâu nhiều thế? Có 200 điểm Bilac thôi mà được 1.000 tỏi BP ạ. Bây giờ mình sẽ vào mở gói cầu thủ nha anh em. Đầu tiên sẽ là những cái gói cầu thủ không cộng trước này. Ui, có 111 luôn này hả? Vãi, có cả 111 luôn này. Ghê hả? Tiếc quá, nó còn nhiều mùa chứ, cả mỗi mùa TS thôi thì ngon nhỉ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tới với 29 vật phẩm không cộng để xem là chúng ta sẽ có cái siêu phẩm gì đây. Ui, TS. TS rồi anh em ơi. Cơ. Ui, Mohamed. Ủa, không phải. Phải Mohamed Salah không vậy? Ui giời ơi. Ma Mouse. Lần đầu tiên nghe tên ông này anh em ơi. Đá cho đội Frankfurt hay sao này? Ngon không anh em? Tiếp theo sẽ là 23 vật phẩm cộng thấp. Hy vọng sẽ có một siêu phẩm gì đó xuất hiện trong ngày hôm nay. Và siêu phẩm đó là cái gì đây? PS rồi. Cờ gì? Cờ Đức. C màu Đức. Toni Kroos à? Toni Kroos đi. Trời ơi, 117 Iker Gundogan. Nhưng mà mình không cần đấy. Nếu mà là Toni Kroos thì mình sẽ quý và yêu hơn đấy. Ôi da, Iker Gundogan ạ. Không thích lắm nha. Mở 10 vật phẩm. Xin lửa. F3. Lửa. Cờ Hàn Quốc. Min Sang-gi à? Lee Dang-sung cũng được. Ê, tên này cũng ok chứ nhỉ. Mở tiếp 3 vật phẩm. Xin lửa. Ui, SPL lửa đi. Có lửa thật đấy. Cờ Anh. CM. Bè. Cậu Bè. Lại là vua đầu bếp ạ. Cay thế nhỉ. 5 gói tiếp theo này. Hy vọng ra LN8 đây nhỉ. Một lần mong ra LN8. BTB. Có lửa. Cờ Phạt. R Đúc. Henry à? Hay là Comen? Trời ơi, ra cộng 7 ạ. Cơn lốc đừng Ben. Đem Bé Lé. Mở 4 cái trước, sau đó là mở ôn nhá. Hy vọng là sẽ có một cái gì đó siêu phẩm. FA, có lửa không? Khói à? Trời ơi, mút tao đi. Mút te tao đi. Tiếp theo. Có lửa không vậy? Có lửa đây. Croatia. Không phải là Moric rồi, đó là. Ui giời ơi, Mr. Rock. Quả đấy mà ra là đúp hay là đúp thì ra Perisic thì ngon anh em ạ. Radu. Ui đây rồi, ép. Mở 5 vật phẩm. Let's go. Hãy cho tôi một siêu phẩm đi. SPL. Trời ơi, Lang Ben. Quá buồn anh em ơi. Quái này nhìn có vẻ hấp dẫn đây này. Ra cho con HG đi nào. HG. Ui, RTN. Không có lửa. Cộng mấy? Cộng 5 ạ. À. Ê, con này cộng 8 khi ghê nhỉ. Cộng 6 là 110. Cộng 7 là 113. Cộng 8 là... Ủa, cộng 8 là 117. RTN, HG. Xin cộng 8 đi. Ôn nhưng mà phải cộng 8 thì nó mới ngon. Thật sự ấy, con lửa thì nó mới ngon. HG này lửa đi. Có lửa. Cờ Đức. Nói. Không phải nói không? Mà cộng 8 đi. Thủ môn gì đấy? Cộng 8. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tới với gói 23NG101 cộng 8. Mở. Siêu phẩm gì đây? Xin lửa đi. Ra cái cờ gì đó thật là lạ đi. Cờ. Ủa, CB của nước này là ai nhở? Không biết luôn, thật sự không biết luôn, bé không biết là nước này nước nào luôn. Diomande. Là có ngon không anh em? Chưa từng nghe qua. Đá cho so câu lạc bộ cũ của anh 7 này. Sporting Lisbon này.
Polga, ET và đó là nhìn thích quá vậy ta. Lấy vía. Tiếp theo sẽ là gói Multiclass 99+8. Và chúng ta sẽ có cái gì đây? BTB Pháp. Ui, Làm ơn. Lại là mày. Ti cày thế nhở? Bao nhiêu lần rồi lấy vía lấy vũng các thứ rồi vẫn không thành công anh em ạ. Giờ làm sao nhở? Và cuối cùng sẽ là gói EBS 101+8. Và hôm nay siêu phẩm của chúng ta sẽ là cái gì đây? Let's go. Lửa cờ anh. Ủa, CB của anh. Ê, cao nhá. À không cao. Bobby Moore. Đau cái đầu thật sự. Thằng này mở kiểu gì vậy? Ê, nhưng mà cũng được, không tệ lắm. Còn này mà lên 9 thì vãi lều luôn anh em. Qua lên 9 thì cũng 118. Có nâng cấp lại luôn à? Ê, từ từ đã. Nếu có nâng cấp lại thì mình sẽ gọi là cho phôi nó cao lên xíu. Biết đâu lên một cái rồi xác định với anh Vũ luôn. Bù nguyên một cái ngôi nhà luôn anh em ạ. Bù một ngôi nhà với người thủ môn người Đức này. Một thủ môn này nhìn có vẻ cao mà không biết là có cao hay không. Hy vọng là anh ta cao. Đừng có mà lùn như cái giá của anh ấy là được. Let's go. Bù một chiếc H1. Nào. Rồi về 3 tuyệt vời. Không sao mình vẫn còn một lần làm lại. Nó ghi 1000B à anh em à. Cùi nhất thôi đây. Lên cho tôi. Làm lại. Ủa sao chứ GK bé xíu rồi này. Chứ GK cậu... Sao đập cái chữ GK nó bé xíu rồi nhở. Ảo thật. Tiếp theo sẽ là Kylian Mbappe. Với gần 4 vạch thôi. Con này lên thì cũng tốt mà không lên thì cũng không sai anh em ạ. Nhưng mà tốt hơn thì cứ lên đi. Tốt hơn thì cứ lên đi cho đỡ tiếc. Mà không lên thì cũng không sao hết. Lên. Về 2 à. Và như thường lệ, mỗi khi mà anh 7 xuất hiện một mùa giải mới là Vũ lại muốn chinh phục anh 7 cộng 5. Tất cả các mùa cũ của anh 7 đều được anh Vũ chinh phục cộng 5 rồi. Và hy vọng là hôm nay CR7 mùa 24 TS vẫn sẽ được thêm một lần nữa bị chinh phục bởi Vũ Lít. Và chúng ta cùng tới với Cristiano Ronaldo. Mùa 24 TS anh 7 ơi, lên đi. Let's go. Lên. Ok, không sai anh em. Mình sẽ gọi là chinh phục anh 7 mùa 24 TOTS ở một lần gần nhất. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha.